Mà cái tuổi chị với tuổi chồng chị đâu có hợp nhau đâu mà. Vâng, Ở với nhau hợp vẫn. mà dần với lại tí là hợp lắm mà. Chị nghe ở đâu mà nói là hợp lắm? Đấy là người ta nói bâng quơ thế thôi. Người ta nói bâng quơ không có căn cứ, những cái người Vâng. đó không có chuyên môn. Vâng. Nhưng mà em thấy chị với chồng chị chắc chắn là không hợp nhau, Vâng. khắc khẩu cãi nhau. Vâng. Thế bây giờ là chị xác nhận đi, chị thấy người ta nói đúng hay em nói đúng? Đúng, chị nói anh nói đúng, Được. thấy đúng. Vì thế nghe cái người không có kiến thức mà lại tin được, bàn tay của chị là nhuốm màu thời gian. Vâng. Đấy, đường chỉ cắt ngang rất nhiều, Vâng. gia đình sinh ra nghèo rất mùng tơi, chả có gì hết, Vâng. vất vả đông anh em đúng không, Vâng, đúng rồi ạ. nghèo lắm chả có gì. Vâng. Nếu ở trên đất quê hương thì cuộc đời chị không bao giờ ngóc đầu lên nổi, Vâng. làm không đủ ăn chứ đừng có nói mà dư. Vâng. Từ khi đi xa quê hương, cuộc đời chị thay đổi sang một trang mới, Vâng. làm ăn khá hơn, có tiền tích lũy, có tiền gửi về, Vâng. rồi lo lắng cho những người thân, rồi cũng sẽ xây được nhà được cửa, rồi cũng sẽ ổn thôi. Nhưng mà nặng gánh nhất là người thân đấy, Vâng. ai cũng nghèo hết, ai cũng vất vả hết. Vâng. Vì thế là bao nhiêu người phải xâu xúm vào. Chị phải lo cho họ, Vâng. vất vả lắm. Mà cái tuổi chị với tuổi chồng chị đâu có hợp nhau đâu mà. Vâng. Ở với nhau Hợp vẫn. mà dần với lại tí là hợp lắm mà. Chị nghe ở đâu mà nói là hợp lắm? Đấy là người ta nói bâng quơ thế thôi. Người ta nói bâng quơ không có căn cứ, những cái người Vâng. đó không có chuyên môn. Vâng. Nhưng mà em thấy chị với chồng chị chắc chắn là không hợp nhau, Vâng. khắc khẩu cãi nhau. Vâng. Thế bây giờ là chị xác nhận đi, chị thấy người ta nói đúng hay em nói đúng? Đúng, chị nói anh nói đúng, Được. thấy đúng. Vì thế nghe cái người không có kiến thức mà lại tin được. Vì thế phải nghe cái người mà có kiến thức Vâng. nhá. Vâng. Đấy, thực tế cho thấy chị với chồng chị đâu có hợp nhau đâu. Vâng. Ở gần thì gây, Đúng rồi. ở xa thì ghen tuông kiếm chuyện. Vâng, đúng rồi. Bảo mày sang đó mày đi với thằng nào, mày ngủ với thằng nào, hay là mày có thằng nào bên đó rồi đúng không? Vâng. Ông có nói câu đó không? Ôi dồi, nói nhiều chuyện lắm. Thấy chưa, vậy là hợp hay là không hợp? Vâng. Đấy, nói chung là ông này làm đủ nuôi cái miệng ăn ấy còn không đủ á, Vâng. mệt lắm. Ông này không biết quản lý tài chính, nói chung là vật vờ. Vâng. Thế em có hôn nhân thế nào? Sau này thế nào? Hôn nhân à, sau này mỗi người ở một nơi. À, thầy ơi, nói thật với thầy bỏ rồi. Bỏ, à, em thì em không làm đơn bỏ, nhưng mà ở nhà là nó bỏ. Nhưng mà 2 năm nay rồi. Đấy, cứ nghe người ta hợp hợp cái chỗ nào hợp mà lại bỏ. Nó đùa thầy thế, thế còn bỏ rồi, bỏ là mình thì mình vì con vì cái mình không bỏ, nhưng mà chồng bỏ. Trước ngày thì cũng bồ bịch gái hú là tưởng 1 2 đấy người ta bỏ em, nhưng cuối cùng bây giờ là bỏ được hơn 1 năm năm nay rồi, là ở một mình không gặp bồ bịch thế, tự có nghĩa là không bồ bịch không đi con nào hết, ở một mình thôi, có nghĩa là làm ăn ở nhà buôn bán ở nhà thôi. Bởi vì cái tính cách ông này ông bảo thủ lắm, Vâng, đúng rồi. không làm được cái gì nhưng mà cứ thích to mồm. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, nhiều chuyện lắm. Đến anh em trong nhà ông nó còn chả ưa được ông ấy, mà chả chứa chấp được ông ấy, huống chi là chị. Vâng, đúng rồi. Nhân cách có đâu, đạo đức không có, ai nó thương yêu cho nổi. Con cái nó cũng căm phẫn. Vâng. Thôi, cuộc đời của chị cố gắng bám trụ bên này, sức khỏe của chị vẫn có. Cố gắng mà Vâng. làm đi, tích lũy đi, tầm 60 tuổi rồi về. Vâng. Rồi sẽ có nhà, có cửa, kinh tế nó ổn định, rồi cuối đời tầm 60 rồi, sức khỏe nó kém rồi thì về mở ra cái cửa hàng gì mà buôn bán nhỏ nhỏ. Đấy, thì sẽ tốt, cuộc đời nó sẽ thoải mái. Thế thì em tay em lên đường thì tay, cuối đời nó có hậu vận đâu, có ăn thua gì không? Hậu vận khá, có của ăn của để, không có thiếu thốn như ngày xưa nữa. Thế bàn tay gian truân lắm. Thì bảo ngay từ đầu bảo là bàn tay nhuốm màu thời gian mà. À, mà lấy độc đường thì rẽ xuống rồi rẽ lên đâu. Thì thế ra tiền nhiều. Mà đi bay bay là trắng tay rồi, chả có gì cả thầy. Trắng tay. Coi như ra đi là nó cho trắng tay luôn. Bây giờ nhà là bây giờ thế này, đất đất của bố mẹ chồng, thế nhưng mà tiền của mình làm nhà nó trả mình 5% thì được có mấy bao nhiêu tiền đâu. Cuối cùng giờ đã trả đâu, đã tòa rồi đã trả đâu. Nói cái nhà đó bây giờ là ý là trước này là bây giờ nó trắng tay của em không, là đền tiền em ra đi, nhưng em không nghe. Em nói là
đất của mẹ chồng thì bây giờ em làm nhà lên thì em không cho đất, em rỡ nhà trả đất, cứ quyết ra tòa em viết đơn như thế, nhưng tòa người ta nói là giả đất hay không giả đất, thì bây giờ là tòa không can thiệp vào chuyện này, vì cái đất là đất của bố mẹ chồng mà mình làm năm 2012 và đến 2017 mới làm giấy tờ nhà đất đứng một tên chồng, thì trong đó là vẫn của vợ của chồng, nhưng mà tòa giải quyết này là ăn hối lộ, coi như là trả quyết cho em là chỉ được cái hưởng nhà đất, được hưởng. Thì bây giờ bảo đất của bố mẹ chồng không cho thì em, tức là em rỡ nhà cả đất, thì là tòa nói là do hai bên, tức là tòa không yêu cầu là phải trả tiền hoặc tòa không yêu cầu là phải trả đất để rỡ nhà, nhưng bây giờ do hai, nếu như gia đình như là chồng mà không đồng ý cho mình được số tiền mình đầu tư là nhà đấy, thì coi mình rỡ là cũng là đúng là pháp luật, mà nếu như không rỡ là trả bằng tiền đúng theo ý của mình thì nó cũng là do hai bên. Thế nhưng em quyết quyết là em không cần tiền nó rỡ nhà. Thì bây giờ người ta nói là, tức là mẹ chồng cũng nói mà thằng chồng cũng nói là sau này làm nhà khác ở nhà này trả cho em đấy, thế này trả cho em để cho con gái đi về đấy, thì em có hai con gái cơ mà đã đi về lấy chồng, một thì còn một thì chưa lấy chồng đấy, như vậy thì chả biết tình hình như thế nào. Tóm lại là thôi, cố gắng một điều nhịn chín điều lành. Mình sự từ việc này thì em không bao giờ nói gì được, tính của em không có nói muốn chửi với thì kệ, sự việc nó đã như vậy rồi thì thôi. Cố gắng nhường nhịn một tí nhé, chịu một chút phần thiệt đi để cho nó yên ấm, chứ giờ gây bung bét ra mọi thứ thì cũng không giải quyết được vấn đề gì đâu, lại gây thù hằn nhau nữa. Được, cuộc sống rồi, sống được là bao nhiêu đâu, đúng không? Đúng rồi, chả bao nhiêu cả, con cái đã ở thế mà. Đấy thì thế, nói chung cứ dàn xếp làm sao cho nó trên dưới nó ok là được rồi. Còn chị vẫn còn sức khỏe, thời gian của chị còn nhiều, cố gắng mà phấn đấu bên này đi nhé. Nhưng hôm nọ em xem một thầy, không phải thầy, xem cái người bên này, người ta chỉ cứ nghĩ là người ta học ở đâu không biết. Nói qua thì người ta nói là cái đường chỉ hôn nhân của em là sau này này, lấy một là lấy chồng nữa, hai là lấy đúng cái thằng chồng ngày xưa mình đã bỏ. Em bảo chứ nào, người ta nói phải nói rõ ràng chứ không được nói nước đôi. Em dám khẳng định của chị, từ nay về sau chị sẽ chả lấy ai nữa. Và cùng lắm chỉ là cặp kè cho vui vui thôi, chứ không có lấy làm chồng. Bây giờ em bảo 50 tuổi trẻ là cặp, giờ già cặp cái gì. Nhưng mà thời gian nữa về quê hương bắt đầu chị sẽ thấy trống vắng. Thấy buồn. Không có. Thấy buồn. Quyết là làm thì không bao giờ có thấy buồn đâu. Ngay từ đầu chị kết hôn với ông xã này, chị đâu có suy nghĩ là bỏ đâu. Không có suy nghĩ bỏ. Nhưng mà bây giờ nó vẫn bỏ đấy. Thì tới thời điểm hiện tại chị nghĩ là thôi, chia tay ông này là thoát cái nạn rồi. Đỡ đau đầu, đỡ mệt mỏi rồi. Thì bây giờ chị đang quẫn trí. Đấy, trong lòng chị không được vui thì chị sẽ nghĩ là sau này, ồ thôi, chả lấy ai nữa đâu, ở vậy cho sướng. Nhưng rồi số phận nó sẽ đưa đẩy. Chắc chắn là chị sẽ không lấy, nhưng mà có cặp kè qua lại thì có, gọi là làm bạn thôi, hiểu chưa? Để dựa nhau lúc tuổi già vui vui thôi.